Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Vào 12 giờ trưa ngày 31 tháng 7, cửa vào trạm B của ga tàu điện ngầm Yantang ở Quảng Châu, Trung Quốc vẫn huyên náo như bao ngày. Ai ai cũng bắt đầu tuần mới với những bước chân vội vã. Một chiếc hộp chứa hơn 500 đồng xu đã được đặt tại cửa ga tàu một cách có chủ ý nhằm giúp đỡ những ai có nhu cầu sử dụng. Tấm biển được đặt ngay bên cạnh với nội dung: nếu như bạn đang cần tiền gấp, mời tự lấy. Nhưng mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất là 5 tệ, tương đương với 17.000 đồng. Không lâu sau đó, những người qua đường dừng lại trước chiếc hộp ngày một đông. Mọi người xung quanh đứng bàn tán với nhau. Người thì lấy điện thoại ra chụp hình, đăng lên mạng. Người thì lấy thử một đồng xu xem là tiền thật hay tiền giả rồi lại đặt xuống. Có người đã đi qua lại ngoảnh đầu lại, đứng cách đó không xa để xem xét tình hình. Dường như mọi người đều cảm thấy mới mẻ và kỳ lạ. Một lúc sau, đã bắt đầu có người đến chỗ chiếc hộp và lấy tiền. Tuy nhiên, một điều nằm ngoài dự đoán đã xảy ra. Một vài người không những không lấy tiền mà còn tự nguyện bỏ thêm những đồng xu của mình vào chiếc hộp. Với số tiền ngày một nhiều lên, họ hy vọng có thể đem sự giúp đỡ nhỏ bé của mình đến với nhiều người hơn. Dù không biết những người lấy tiền sẽ sử dụng chúng với mục đích gì, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mọi người đều đã tuân thủ đúng nguyên tắc, mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất 5 tệ. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, số tiền vẫn còn lại khá nhiều. Đó thực sự là một kết quả nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Không biết từ bao giờ, chúng ta dường như đã không còn tin tưởng vào xã hội và luôn hoài nghi về mục đích của những việc làm tốt đẹp. Thấy người già bị ngã cũng không dám đỡ dậy, quyên góp từ thiện thì sợ bị lừa tiền. Gặp một người lạ đang cần sự giúp đỡ cũng phải thật đề cao cảnh giác. Có những người dù làm việc tốt nhưng trong đầu vẫn bận tính toán thiệt hơn, chỉ là mình sẽ là người chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, những hình ảnh từ thử nghiệm trên lại khiến chúng ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó. Mọi người ai nấy đều giữ vững nguyên tắc đạo đức của chính mình, chỉ lấy đúng số lượng tiền khi cần thiết. Thậm chí còn sẵn sàng và chủ động trao thêm cơ hội cho những người đang thật sự cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta tin rằng những người sống và làm việc thiện chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục duy trì lối sống và những nghĩa cử cao đẹp đó. Tự tay đặt vào chiếc hộp thêm một đồng xu cũng đồng nghĩa với việc yêu thương trong mỗi con người đã được trao đi. Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, có một thứ còn nóng hơn cả cái thời tiết khắc nghiệt kia, chính là tình người. Từng hành động bé nhỏ xuất phát từ những mục đích cao đẹp cũng đủ để khiến cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chỉ cần chúng ta lựa chọn đặt niềm tin của mình vào những điều tốt đẹp, thế giới nhất định cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Theo Daily Mail, ông Gu ở huyện Trịnh Châu, Trung Quốc đã chở nhiều bao tải lớn với hơn 100.000 đồng tiền xu, nhiều thùng cà tông đựng tiền lẻ đến cửa hàng bán xe hơi để tậu cho mình một chiếc xe hộp mới. Được biết, ông Gu là chủ của một cửa hàng bột mì ở huyện Trịnh Châu. Ông đã dùng toàn bộ tiền bán hàng tích góp được, bao gồm cả tiền xu lẫn tiền lẻ để đặt cọc mua chiếc xe trị giá 70.000 USD, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng. Theo Hoa Chu, trực thuộc Nhân dân Nhật báo Trung Hoa, 4 nhân viên cửa hàng đã làm việc hết năng suất, nhưng họ vẫn phải mất đến 12 giờ đồng hồ mới đếm hết số tiền này. Không chỉ khiến nhân viên bán hàng phải vất vả, sự việc còn gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc thời gian gần đây. Theo Daily Mail, có người đưa ra một giả thuyết rằng sẽ có những người bán hàng sẽ từ chối thanh toán theo cách này. Hay thắc mắc khác như tại sao họ không dùng máy đếm tiền xu. Thậm chí có người còn đặt ra câu hỏi, phải chăng người mua xe có quá nhiều tiền lẻ, nên đây là một cách giảm lượng tiền mặt trong nhà họ. Dù 100.000 đồng tiền xu mua xe ô tô được cho là một trong những kiểu mua hàng oái âm nhất, thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Có trong tay 1.000 bảng Anh, khoảng gần 30 triệu Việt Nam đồng để lát sàn cửa tiệm cắt tóc của mình. Andres Holman đã quyết định đến ngân hàng đổi 700 bảng, hơn 20 triệu Việt Nam đồng sang tiền xu để dùng những đồng xu đó tạo thành sàn nhà mới của tiệm. Anh Holman cho biết, chúng tôi muốn sửa lại sàn nhà, nhưng mà chi phí khá là đắt.
Vả lại chúng tôi cũng muốn thứ gì đó khác thường một chút nên đã tìm kiếm một số ý tưởng trên mạng. Tất cả nhân viên của tiệm đã phải đến ngân hàng để mang 70.000 đồng xu trở về sau khi đổi từ 700 bảng tiền giấy. Nhân viên của anh Holman đã mất trọn một tuần để gắn từng đồng xu lên sàn. Chưa kể thời gian sau đó, họ phải dùng vữa để gắn các chỗ trống giữa các đồng xu. Thành quả là tiệm cắt tóc không chỉ có sàn nhà ngầu nhất cả thành phố mà còn thu hút được rất nhiều khách đến tham quan và tiện thể ủng hộ luôn công việc kinh doanh của quán. Dường như những câu chuyện người mua dùng núi tiền lẻ đi tẩu món đồ có giá trị chưa bao giờ ngừng hot. Cách đây vài giờ, trên một trang mạng xã hội lại tiếp tục đăng tải hình ảnh về một thanh niên mang tiền lẻ đi mua iPhone 7 đỏ, một sản phẩm mới ra mắt của nhà táo. Điều đáng nói, số tiền này không hề nhầu nhĩ hay nhăn nhúm mà được xếp thành từng cọc rất gọn và đẹp mắt, như thể vừa được rút từ ngân hàng về. Nhìn núi tiền lẻ chất chồng mà các nhân viên của cửa hàng điện thoại không khỏi hoang mang. Với giá trị của chiếc điện thoại lên đến hàng chục triệu thì việc phải đếm từng tờ 1.000, 2.000 đồng hẳn là một công việc không hề đơn giản, chẳng khác nào bắt tấm lửa đậu. Ngay khi vừa đăng tải, bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Mọi người tỏ ra vô cùng thích thú với cách mua đồ hiệu của chàng thanh niên này. Như một tài khoản đã nói rằng, phải nói là quá chất. Chỉ sau vài giờ, hình ảnh về chàng thanh niên mang tiền lẻ đi mua điện thoại xịn đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhìn những cọc tiền được xếp chồng trên bàn tính tiền của cửa hàng cùng gương mặt tươi tắn hào hứng của người mua mà nhiều người không thể nhịn được cười. Mua được chiếc điện thoại đắt tiền đâu phải dễ, phải mang thật nhiều tiền đi mua như thế này mới máu. Tôi mà có mua, tôi cũng sẽ làm như anh này, một người dùng hài hước chia sẻ. Nhân viên cửa hàng này trúng mánh rồi, tối nay lỡ hẹn với bồ vì đang phải bận đếm tiền. Một tài khoản khác bình luận cũng gây cười cho nhiều người. Được biết, người mua điện thoại bằng tiền lẻ này là anh Tính, ngụ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền mà anh mang đến cửa hàng là khoảng hơn 20 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền anh Tính tích góp được trong suốt 5 năm bán hàng và chạy xe. Điều đặc biệt, mệnh giá của những tờ tiền rất nhỏ, từ 1.000 đến 5.000 đồng. Thế nên để có thể đếm đủ số tiền mà khách phải trả cho một chiếc điện thoại, nhân viên cửa hàng có thể sẽ phải trải qua một đêm thức trắng. Theo Daily Mail, một người đàn ông giấu tên 35 tuổi đã vô tình nhặt được đồng xu vàng trong đống đồ chơi của đứa con trai 4 tuổi. Người đàn ông này đã chia sẻ rằng, sau khi mua rương về, anh đã tặng con trai tất cả những thứ đồ chơi mà mình từng nghịch cách đây 30 năm. Tuy nhiên, mới đây, khi thấy một đồng xu vàng sáng bóng khác lạ và nổi bật nhất trong đống tiền còn lại của con trai, anh đã có chút hoài nghi và quyết định đến gặp chuyên gia để được tư vấn. Ngỡ ngàng thay, đồng xu vô tình tìm thấy này chính là một trong 20 đồng tiền được làm từ châu báu trên con tàu Tây Ban Nha bị người Anh thu giữ ở vịnh Vigo vào năm 1702. Đây được cho là đồng tiền vàng hơn 300 tuổi, hiếm nhất Anh Quốc ở thời điểm hiện tại. Chuyên gia đồ cổ Gregory Tong chia sẻ, khi tôi cho anh chàng biết giá trị của đồng xu, anh ấy đã không tin, thậm chí anh ấy đã đến gặp tôi tới 2 lần. Chủ nhân của đồng xu cũng tâm sự rằng, ông tôi đã du lịch vòng quanh thế giới và sưu tập đồng xu của các nước. Ông đã cho tôi túi đồng xu để chơi. Khi còn bé, tôi đã dùng những đồng xu đó để chơi trò cướp biển. Thời gian trôi qua, những đồng xu đó dường như bị lãng quên cho tới khi ông tôi qua đời và tôi trao lại túi đồng xu đó cho con trai. Từ hoài nghi đến bất ngờ và rồi vui sướng là cảm xúc không thể giấu được của người đàn ông này. Đặc biệt là khi được nhà chuyên gia đồ cổ nhận định, đồng xu quý báu ấy hoàn toàn không thể có bản sao nào khác. Chuyên gia Gregory Tong còn ước tính, giá trị của đồng xu này rơi vào khoảng 200.000 bảng đến 250.000 bảng Anh. Tuy nhiên, khi đấu giá với con số khởi điểm là 225.000 bảng, thì ông dự kiến tổng giá trị mà người đàn ông này thu lại được có thể là hơn 270.000 bảng Anh, khoảng 7,4 tỷ đồng. Theo Little Thing, Daily Mail đưa tin, thì vào năm 2014, Riz, Kelly và Lara đã mua một chiếc sofa cũ từ tổ chức từ thiện Salvation Army với giá 20 USD, khoảng 450.000 Việt Nam đồng.
Lúc ấy, chiếc ghế cũ kỹ bạc màu này là sự lựa chọn thích hợp nhất đối với điều kiện tài chính của nhóm 3 sinh viên trường Đại học bang New York. Sau 2 tháng sử dụng, ba bạn trẻ bỗng cảm thấy có gì đó cộm cộm dưới lớp vải ghế trong khi đang ngồi xem phim. Họ quyết định rạch phần vải trên cùng ra và vô cùng ngạc nhiên khi tìm được một phong bì chứa 700 USD kèm hóa đơn 20 USD. Tiếp tục tìm kiếm sâu hơn, họ ngã ngửa khi thấy một khối tài sản lên tới 40.000 USD, gần 900 triệu Việt Nam đồng, được cất trong những phong bì khác. Sau một hồi đếm tới đếm lui, ba bạn trẻ cảm thấy bối rối vô cùng vì số tiền lớn này. Họ không biết phải làm thế nào với những phong bì giấu dưới lớp vải một chiếc ghế sofa mà họ mua được qua hoạt động từ thiện xã hội. Nếu không tìm được chủ nhân của số tiền này, họ sẽ sử dụng nó với mục đích gì đây? Tuy nhiên, sau khi lật lên lật xuống từng cái phong bì, Chris, Kelly và Lara đã tìm thấy tên của một người phụ nữ được ghi trên đó. Quyết định trả lại 40.000 USD cho chủ nhân của nó, ba sinh viên này đã tìm cách liên lạc với người phụ nữ thiếu may mắn kia. Bất ngờ thay, người sở hữu khối tài sản này là một cụ bà đã ngoài 90. Bà cho biết 40.000 USD này là số tiền mà người chồng quá cố của bà đã dành dụm và cất giấu suốt 30 năm qua. Các con của bà đã đem chiếc ghế cho tổ chức xã hội với mục đích từ thiện mà không hề hay biết về số tiền đằng sau lớp vải ấy. Cảm kích vì sự tốt bụng và trung thực của ba sinh viên trẻ, cụ bà đã tặng lại họ 1.000 USD như một món quà báo đáp. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng không nhỏ tới hầu hết các nước trên thế giới. Trong số đó, quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất phải kể đến Zimbabwe. Nền kinh tế yếu kém cùng với các khoản nợ công chồng chất đã khiến Zimbabwe trở thành đất nước đầu tiên trong thế kỷ 21 chịu siêu lạm phát. Lạm phát bùng nổ, cung không đủ cầu, giá cả leo thang, ngân hàng trung ương Zimbabwe buộc phải cho in những đồng tiền có mệnh giá lớn, đỉnh điểm là giấy bạc 100.000 tỷ đô la Zimbabwe đã được phát hành. Dù được coi là đồng tiền có mệnh giá lớn nhất thế giới, nhưng thực chất ở Zimbabwe, 100.000 tỷ chỉ mua được vài ổ bánh mì. Cơn siêu lạm phát đã biến quốc gia châu Phi này trở thành một trong những đất nước nghèo đói của châu lục. Ở Zimbabwe, nhân dân tiêu tiền tỷ chỉ để mua bánh mì, trứng, sữa, nhu yếu phẩm thường ngày. Con số này được thống kê từ năm 2007 khi lạm phát chưa đạt đỉnh. Gần 10 năm sau cơn bão khủng hoảng, bảng giá cũng thay đổi nhiều. Theo đó, giá một chiếc bánh mì đã không còn là 300 tỷ đô la nữa mà phải thêm 00 phía sau, tức là 30.000 tỷ đô la một ổ bánh mì. Người ta gọi Zimbabwe là đất nước có thừa tỷ phú đói ăn. Kể từ đó đến nay, đồng đô la Zimbabwe liên tục rớt giá thảm hại. Chuyện mất giá này được coi là kỷ lục trong lịch sử tiền tệ thế giới, khi 35 triệu tỷ đô la Zimbabwe mới đổi được 1 USD. Thời gian gần đây, trong nỗ lực mới nhất nhằm cứu vớt tình trạng lạm phát, chính phủ Zimbabwe đã tuyên bố lưu thông loại tiền mới có giá trị tương đương đồng USD với các mệnh giá từ 2, 5, 10 và 20 USD. Những ngày gần đây, câu chuyện đi mua nhà của cặp vợ chồng đến từ khu Nam Dương, tỉnh Hà Nam khiến mọi người không khỏi xôn xao. Sau khi đắn đo suy xét nên chọn mua căn nhà nào, cặp vợ chồng già khiến toàn thể nhân viên công ty bất động sản ngỡ ngàng khi thanh toán bằng một bao tiền lẻ. Một bao tiền to với những tờ tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ và 5 nhân dân tệ, tương đương 3.500 đồng và 17.500 đồng. Và đặc biệt là đa phần những tờ tiền trên đều cũ kỹ, gấp mép, nhăn nhó. Điều này cũng chứng tỏ đôi vợ chồng già đã tích góp khá lâu mới có thể sở hữu được khoản tiền trên. Để có thể kiểm tra một cách chính xác nhất, công ty bất động sản này chẳng còn cách nào khác là đổ bao tiền lẻ ra mặt đất và phân loại theo từng mệnh giá tiền và cho nhân viên cặm cụi ngồi đếm. Đến ngay cả nhân viên bảo vệ cũng được huy động vào cuộc để tham gia đếm bao tiền khổng lồ này. Sau thời gian vất vả huy động tất cả nhân viên để kiểm tra, thì số tiền trên mới được đếm xuể. Được biết tổng giá trị của bao tiền là hơn 30.000 nhân dân tệ, hơn 100 triệu đồng, cũng chỉ đủ để đặt cọc mua nhà. Theo chia sẻ, hai vợ chồng già này chỉ làm ăn buôn bán nhỏ. Từ khi giá nhà đất tăng cao, ông bà rút hết khoản tiền tích góp được để mua một căn nhà nhỏ an hưởng tuổi già. Các nhân viên tại đây cho hay, giá nhà bình quân tại khu Nam Dương vào khoảng 7.000 nhân dân tệ 1 mét vuông, khoảng 24,5 triệu đồng. Để sở hữu được một căn nhà, người mua phải chi một khoản tiền không hề nhỏ, nhất là với cặp vợ chồng đã có tuổi, thu nhập chỉ dựa vào hàng buôn bán nhỏ thì điều này lại càng khó khăn hơn. Thoạt nhìn qua ai cũng sẽ hiểu rằng
Khoản tiền trên là kết quả của biết bao năm tháng tích góp từ việc buôn bán nhỏ của hai vợ chồng già. Được biết, việc mang cả bao tiền lẻ đi mua nhà không phải là lần đầu tiên diễn ra. Cách đây không lâu, một người đàn ông lớn tuổi họ Cao tại Sơn Đông cũng chở theo một xe tải tiền lẻ trị giá 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đồng đến công ty bất động sản để mua một căn nhà. Thông tin ngay khi vừa đăng tải đã thu về không ít ý kiến trái chiều. Người thắc mắc sao vợ chồng này không đổi ra tiền có mệnh giá lớn hơn để tránh mất thời gian cho công ty giao dịch. Người lại đưa ý kiến sao ông bà không mở tài khoản ngân hàng và chọn hình thức chuyển khoản để tiện lợi hơn. Dẫu biết rằng cách làm của họ khá đặc biệt, nhưng nếu biết rằng từng tờ tiền lẻ cũng là từng sự chắc chiêu dành dụm qua mấy mươi năm của đôi vợ chồng già, chẳng mấy khá giả, ta mới thấy trân trọng giá trị góp gió thành bão của chúng.